Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Huyện Đạ Tẻ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC. Tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Liên đoàn Lao động huyện Đạ Tẻ kiểm tra, đánh giá, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện năm 2022. Bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Đại Nha, xã Quốc Oai. Hội chữ tập đỏ huyện Đạ Tẻ tổng kết công tác hội năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ đã long trọng tổ chức lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC của huyện. Thực hiện kế hoạch của Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, tạo nền tảng pháp lý để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Song song với công tác chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đầu tư nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện. Đầu năm 2022, phối hợp với Viễn thông Lâm Đồng, bắt tay vào việc triển khai 5 giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số, tạo tiền đề cho việc xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC trên địa bàn huyện. Kết quả cụ thể, triển khai hệ thống quản lý văn bản, chỉ đạo và điều hành e-office. Đến nay, hệ thống có 537 tài khoản sử dụng, gửi nhận văn bản thường xuyên với trên 10.000 văn bản điện tử. Triển khai ứng dụng kết nối người dân và chính quyền đạo tẻ trực tuyến. Hiện tại đã tạo và phân quyền quản lý cho 373 tài khoản của cán bộ công chức. Đã có 1029 lượt tải ứng dụng, trong đó hệ điều hành Android là 742 lượt tải, hệ điều hành iOS là 297 lượt tải. Tiếp nhận hàng chục ý kiến của người dân liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Qua đó, kịp thời chỉ đạo xử lý, không có trường hợp tồn đọng, chậm giải quyết. Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu điều hành thông minh IOC nhằm phục vụ việc nắm bắt tình hình kinh tế xã hội tại địa phương bằng hình ảnh trực quan hoặc tin nhắn qua mạng internet hoặc app điện thoại dữ liệu được lưu vào kho chung của địa phương phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước hệ thống với tên miền ioc đạ tẻ lâm đồng trực tuyến vn đã có thể kết nối dữ liệu từ hệ thống một cửa điện tử và eoffice dữ liệu từ phần mềm quản lý văn bản điện tử triển khai số hóa hồ sơ giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện theo tỷ lệ tăng từng năm đã thực hiện số hóa đưa nội dung số hóa lên hệ thống kho dữ liệu các hồ sơ thủ tục hành chính năm 2020 2021 của các phòng chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện với tổng số hồ sơ đã đưa lên kho là 1846 hệ thống quản lý thu ngân sách và hệ thống truyền hình trực tuyến đến các xã thị trấn hướng dẫn đôn đốc các xã thị trấn thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 48% và chứng thực điện tử đạt trên 30%, hoàn thành đầu tư và vận hành hoạt động hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại 11 điểm cầu phục vụ công tác họp trực tuyến từ trung ương đến cấp xã. Ngoài ra, huyện còn triển khai đầu tư thử nghiệm hệ thống camera giám sát tầm cao, hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, camera giám sát tại các nút giao thông, phục vụ công cuộc chuyển đổi số và là cơ sở tích hợp vào trung tâm điều hành thông minh huyện Đà Tẻ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tống Giang Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã nhấn mạnh, Trung tâm điều hành thông minh huyện Đạ Tẻ được ra đời với mục tiêu tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch, thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền cũng như tạo nên một môi trường kinh doanh, một sân chơi công bằng cho tất cả các công ty, doanh nghiệp, người dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trung tâm điều hành thông minh sẽ phục vụ cho hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo địa phương một cách trực tiếp, tức thời, phản ánh kịp thời với các diễn biến của xã hội. Tiếp đó, lãnh đạo của tỉnh và huyện đã cùng nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh huyện Đà Tẻ, đồng thời tổ chức tham quan phòng điều hành của Trung tâm IOC. Năm 2022, huyện Đà Tẻ đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt tạo đà vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội chung của toàn huyện thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và động viên quân nhân dự bị triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ tết cao điểm theo quy định phối hợp với huyện đoàn tổ chức chương trình học kỳ quân đội năm 2022 tại huyện đã đẻ tham gia hội thi trường ban hậu cần kỹ thuật huyện thành phố năm 2022 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Tổ chức chấm thi, xây dựng và quản lý trụ sở làm việc, Ban Chỉ huy quân sự xã Thị Trấn, thống nhất nền nếp có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp năm 2022. Tổ chức làm dân vận trong huấn luyện cho 1.129 chiến sĩ, dân quân tự vệ, huy động 125 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lâm trường, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, với 397 ngày công, 65 lượt cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia các đợt dân vận tập trung theo kế hoạch của ban chỉ đạo 8 năm năm huyện. Tham mưu hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, huyện và các xã thị trấn thăm tặng quà, động viên 78 thanh niên nhập ngũ năm hai, Phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đạ Kho xây tặng một căn nhà tình nghĩa quân dân, khảo sát, lập danh sách đề nghị cấp trên hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hai trường hợp tại Đạn Lây và An Nhơn. Đã tổ chức thăm hỏi viếng đám ma 44 trường hợp với số tiền 32 triệu 500 ngàn đồng. Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cán bộ lão thành cách mạng. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thương binh liệt sĩ và thân nhân cán bộ là thương binh, bệnh binh liệt sĩ. Tổ chức chi trả chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 42 triệu 400 ngàn đồng. Tiếp nhận và đề nghị hỗ trợ cho một đối tượng theo quyết định 290, hai đối tượng theo quyết định 62 và 14 hồ sơ theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã Tẻ đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Ban chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, liên đoàn lao động huyện tổ chức kiểm tra đánh giá việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn của huyện. Đoàn công tác do đồng chí Trương Quang Lang, chủ tịch liên đoàn lao động huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra phong trào thi đua tại các trường mầm non Hoa Sen, Hoàng Anh, Đồng Tâm, các trường tiểu học Quốc Oai, Trần Quốc Toản, trường trung học cơ sở Quốc Oai, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai và xã Mỹ Đức. Theo đó, hưởng ứng phong trào và cuộc thị đua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện do Liên đoàn Lao động huyện phát động. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã Mỹ Đức và Quốc Oai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thường xuyên vận động cán bộ công chức viên chức giáo viên nhân viên học sinh và người lao động tích cực tham gia phong trào và cuộc thi như thực hiện trồng cây xanh hoa kiểng tôn tạo môi trường xanh trong và ngoài khuôn viên cơ quan đơn vị tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp tại địa bàn trong phòng làm việc được bố trí khoa học ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ có cây xanh trang trí phù hợp không xả rác bừa bãi có dò rác trong khuôn viên và phòng làm việc nhà vệ sinh sạch sẽ giữ gìn vệ sinh môi trường bên cạnh đó cơ quan đơn vị doanh nghiệp có hệ thống điện bảo đảm an toàn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy không để xảy ra cháy nổ có tên biển hiệu đơn vị cơ tổ quốc đúng quy cách có hộp thư góp ý của cán bộ công nhân viên chức người lao động và công dân tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị tổ chức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua kiểm tra thực tế tại các trường học và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức và Quốc Oai, đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện đã đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào và cuộc thi xây dựng cơ quan đơn vị xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻ phối hợp với Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 cùng cán bộ không chức văn phòng huyện ủy, phòng tài chính kế hoạch, thanh tra huyện, trung tâm y tế tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thôn Đại Nha, xã Quốc Oai. Căn nhà đại đoàn kết đầu tiên được bàn giao cho gia đình anh Ca xếp và chị Ca Nghiên. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà mới của gia đình anh chị đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích để ở hơn 95 m2. Nhà có một phòng khách hai phòng ngủ, một bếp ăn và nhà vệ sinh tiện nghi, phù hợp với gia đình nhỏ có bốn người. Nhìn ngôi nhà được thi công vững chắc, với móng kiên cố, trần lợp la phông nền lát gạch men đầy đủ. Mọi người đều vui mừng thay cho gia đình anh ca sếp và chị ca nghiên. Được biết, căn nhà có tổng chi phí hơn 300 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng do Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 hỗ trợ vào quỹ vì người nghèo của huyện. Số tiền còn lại do gia đình tự cân đối, vay mượn từ nhiều nguồn. Căn nhà đại đoàn kết thứ hai được bàn giao cho gia đình ông Ca Lẹ. Sau một tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 50m2, gồm hai phòng ở đã hoàn thành. Tổng chi phí làm nhà vào khoảng 150 triệu đồng. Ngoài 50 triệu do Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 tài trợ vào quỹ vì người nghèo của huyện, thì gia đình ông Ca Lẹ cũng đã bổ sung 100 triệu đồng để hoàn thiện ngôi nhà mới khang trang sạch đẹp hơn. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ả Tẻ đã trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho hai gia đình. Lãnh đạo Aribank chi nhánh Lâm Đồng 2 đã trao tặng các phần quà mừng gia chủ có được ngôi nhà mới. Bên cạnh đó, gia đình anh ca sếp cũng được trao sinh kế giảm nghèo từ nguồn đóng góp hỗ trợ của cán bộ công chức viên chức của trung tâm y tế và thanh tra huyện để mua gạch men lát nền cho gia đình anh chị với số tiền là 10 triệu đồng. Gia đình ông ca lệ cũng nhận được sự hỗ trợ sinh kế giảm nghèo của cán bộ, công chức, văn phòng huyện ủy và phòng tài chính kế hoạch, gồm tôn lạnh để làm trần nhà, mái hiên, một bộ bàn ghế và một chiếc tivi mới, tổng trị giá 15 triệu đồng. Năm 2022, Hội chữ thập đỏ các cấp trong huyện đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo ở địa phương. Theo đó, hội chữ thập đỏ các cấp vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp tặng 3.415 xuất quà Tết cho hộ nghèo cận nghèo nạn nhân chất độc da cam đối tượng bảo trợ xã hội đối tượng chính sách người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổng giá trị các xuất quà hơn 1,3 tỷ đồng các cấp hội tiếp tục nhận giúp đỡ và duy trì giúp đỡ 98 địa chỉ nhân đạo 63 địa chỉ mới năm 2022 với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng huyện hội tổ chức một phiên trợ nhân đạo, tặng 273 xuất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh hiếu học, tổng giá trị 120 triệu đồng. Vận động tiếp nhận 8 đoàn từ thiện, về tặng 815 xuất quà, tổng giá trị các suất quà hơn 340 triệu đồng. Các hội cơ sở vận động các doanh nghiệp, người dân ủng hộ tiền, vật chất để tặng 360 xuất quà cho người dân khó khăn tại địa phương, tổng giá trị 108 triệu đồng trong năm đã vận động tiếp nhận 39 tổ chức cá nhân về phát quà để hỗ trợ hộ nghèo khó khăn tại các xã thị trấn với 5.658 xuất quà, tổng giá trị là gần 2 tỷ đồng. Các mô hình nhân đạo tiếp tục được triển khai, duy trì như mô hình, nhiều người giúp một người, cứu trợ khẩn cấp, đã giúp đỡ 135 trường hợp ốm đau, tang ma với số tiền 135 triệu đồng. Mô hình tủ quần áo từ thiện hàng ngày cung cấp cho người nghèo khó khăn 30 đến 40 bộ quần áo cũ. Tặng 136 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn trị giá 72 triệu đồng. Tiếp tục duy trì bếp ăn từ thiện đã hỗ trợ miễn phí 560 suất cơm cho bệnh nhân nghèo điều trị nội chú với tổng giá trị là 14 triệu đồng. Hỗ trợ tiền xe chuyển viện cấp cứu 3 trường hợp 4,5 triệu đồng. Tiếp nhận 3 đoàn y bác sĩ về khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 2.061 lượt người nghèo khó khăn trị giá 280 triệu đồng. Tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện gắn với chiến dịch lễ hội Xuân Hồng, những giọt máu hồng hề. Kết quả đã tiếp nhận 493 đơn vị máu, đạt 77% chỉ tiêu kế hoạch mà Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Giao năm 2022, còn một đợt chưa tổ chức. Nhân dịp này, có một tập thể và hai cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ. Có hai tập thể và hai cá nhân được tặng bằng khen của Hội chữ thập đỏ tỉnh. Hội chữ thập đỏ huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.